Xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Sáng hôm nay mình xin tiếp tục chia sẻ cho các bạn xem cái cảnh trục vớt cái xà lan lật với con xe cuốc 07 nha các bạn. Đó, đây là một trong cái series hành trình trục vớt cái xà lan lật chiều buổi sáng ngày 29 Tết đến nay. Bữa nay là mùng 5 Tết các bạn. Hôm qua mùng 4 thì lên luôn. Hôm qua mùng 4 thì mấy anh em đã làm đến tối rồi, mùng 4 buổi trưa xuống tới là làm tới tối, là dự kiến là di dời đi nhưng mà chưa di dời được. Do cái sông nó cũng cạn cho nên nó bị hạn chế về cái phao. Sáng hôm nay là sẽ đem luôn cái cây chữ A ra để hỗ trợ lật cái xe lại các bạn. Các bạn biết là bây giờ nó đang nằm gì nè. Đó, bây giờ sẽ lật nó lại. Xin thông tin lại là đây là một cái chiếc xà lan bị lật hôm 29 Tết. Đó là trên xà lan là chở một chiếc xe cuốc 07 và bốn máy tách màu đã được lấy lên hôm 29 Tết luôn nha các bạn. Các bạn nào chưa xem các video trước thì hãy xem video trước để biết rõ thêm ha. Giờ đang đưa cái còn xe cuốc cái xe 220 này lên để chuẩn bị dỡ tiếp. Hiện tại thì máy tời của cái chữ A cũng đã nổ máy rồi nha các bạn. Đây thì cái tời tự chế của xưởng anh Sáu là làm nhanh trong ngày luôn, nhanh trong ngày 29 luôn, tại đồ có sẵn. Cái này thì cái dàn thủy lực của cái máy ép cọc nha. Của máy ép cọc. Đó, này là cái tài. Tài này thì cũng xài bằng thủy lực luôn. Đi có 4 giây thôi cho nên là cái tài này hiện tại thì nó kéo cũng yếu ha. Chỉ tạm tạm được cái gì đó thôi, phụ họ thôi. Nghĩa là chắc là cũng đâu đó khoảng 5 tấn. Rồi, đang chuẩn bị lấy tời bước lên nha cả nhà. Tời đang bước lên nha các bạn. Cùng thì đi có 4 giây thôi, cho nên là cũng không được mạnh cho lắm. Đó, nhổm nhổm đó các bạn, nhổm nhổm đó. Xe cuốc đè chạy xuống. Đó. Đang còn cái thế cho lật lại nha cả nhà. Quá trời nguyên một cái chùm nho. Hiện tại là đang 10 trái phao ở dưới, 10 hay 11 gì đó, thôi mình quên rồi. Cái đầu cần lên rồi các bạn, nó sao mà lật lại rồi gác được cái gạo lên cho cái bỏ bà này là con lành nè. Đây giờ cộng đưa xe cuốc đang chuẩn bị
đi luôn hay sao mà.
bây giờ sẽ lại dời thêm cái trái hoa qua nữa nha các bạn, quánh thêm trái nữa là nó khả năng sẽ cuốn đậm lại đó. Nhiều trái hoa thiệt, nhưng mà những có một số trái nó đã hết tác dụng rồi. Bây giờ trái hoa nó lòi lên cao gì là nó hết chịu tải được rồi. Nó chịu tải cao nhất là cái dạng mà lúc mà mới nó còn lé lé ở dưới nước á. Đó, giờ là mấy anh em đang đưa ra qua thêm hai trái hoa nữa nha. Đang đánh cái máy bên đây là cho nó lật cái xe cốt lại luôn nha. Như vậy là dòng đi được rồi nè, nhưng mà sẵn có hai trái nó hết tác dụng rồi, cho nên anh em đưa qua quất luôn cho nó đồng lại là kéo về tới đẳng là ấy luôn các bạn. Đó, nãy tôi nói rồi mà kêu cột với lái lại hai cộng đi mà không chịu.
nước một cái là nó dạt ra liền. Anh em này rất là kỹ nha các bạn, giống như bên chỗ anh Kiệt ở Cà Mau vậy đó, máy móc lên là rửa rất là sạch sẽ rồi mới giao nha. Rửa sình từng chút các bạn. Bê quá bê rồi. Không phải gì đấy rồi. Chúng ta đi cái này là quy mô hơn ở bên Sa Đéc được rồi nha. Rồi. Còn cái xe cuốc hôm ba nãy thì chở mấy cây dừa lại để hồi lót ở dưới sông á các bạn, lót đặng mà hạ cái xe này xuống nè. Để đúng thôi nó lúng xuống đất á, tại đất ở đây nó mềm nó mới cứng. Ngoài sau nữa đó các bạn, đó.
xu với chiếc Hyundai rồi ngày xưa đóng búa mình hay quay đó các bạn. Lại coi video chưa đăng lên nữa mà view là dữ lắm, view rồi bạn ơi. Giả coi dữ lắm coi rồi. Dừa ở dưới sông luôn, để khi mà hạ cái xe xuống là sẽ kéo lên luôn nha các bạn. Rồi thì rồi ok các bạn, nói chung thì cái hành trình trục vớt nó còn cũng khá là dài cho nên mình sẽ tạm dừng cái video này ở đây. Thì lên thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo nha.